Câu này vẫn phải nói rõ cặn kẽ hơn một chút. Nó có quan hệ rất lớn đối với sự niệm Phật của chúng ta. Cái giới nhĩ năng niệm chi tâm này là chân tâm, mà cũng là dòng tâm. Trong các thứ dòng tâm, nó gần với chân tâm nhất. Vì sao? Chẳng khởi tâm, chẳng động niệm, nó là chân tâm. Hễ khởi tâm, động niệm, nó là dòng tâm. Chỉ là cái tâm bé nhỏ này vừa mới dấy lên ý niệm. Nhìn từ phía chân và dòng, cái tâm này khó có. Dùng cái tâm này để niệm Phật thì cái tâm ấy chính là Như Lai quả giác được nói đến ở đây. Người ấy chẳng mê, chẳng có hoặc phiền não, tức là chẳng mê hoặc. Khi một niềm tâm khởi lên, bèn A-di-đà Phật. Niệm Phật phải niệm theo cách như vậy. Này chúng ta là phàm phu, là lục đạo phàm phu chính cống. Nếu trong kinh Đại Thừa Đức Phật không nói ra, chúng ta sẽ vĩnh viễn không nhận biết một niềm tâm này. Nó quá vi tế. Giới nhĩ có nghĩa là vi tế, nhỏ nhiệm, cực kỳ vi tế. Chúng ta không có cách nào nghĩ tưởng được. Chúng ta vừa mới dấy lên một niềm suy tưởng, Di Lặc Bồ Tát đã bảo trong một niệm tưởng có 32 ức trăm ngàn niệm. Đó là giới nhĩ năng niệm chi tâm. Cái tâm có thể niệm nhỏ nhoi này, chúng ta vừa mới tưởng, trong cái ý niệm vừa dấy động ấy bèn có 32 ức trăm ngàn niệm. Di Lặc Bồ Tát đã cho chúng ta biết 32 ức trăm ngàn niệm chỉ là trong khoảng khẩy ngón tay. Cho nên không có cách nào thấu hiểu điều này được. Trong kinh, Đức Phật cũng nói rất rõ, khi nào quý vị mới có thể quan sát, nhận biết những niệm vi tế này tồn tại. Phải là khi đã đạt đến Bát Địa Bồ Tát, tức Bát Địa Bồ Tát trong viên giáo, như Kinh Hoa Nghiêm đã nói. Từ thất địa trở về trước đều không có cách nào cảm nhận được. Bát Địa Bồ Tát có công phu định lực như vậy. Chúng ta gọi công phu ấy là thanh tịnh tâm. Cái tâm thanh tịnh ấy đạt đến mức độ tinh thuần như vậy nên Ngài mới cảm nhận được. Cao hơn nữa là cửu địa, thập địa, thập nhất địa, đẳng giác. Trên nữa là diệu giác. Đó chính là viên mãn, tức quả Phật rốt ráo viên mãn. Này chúng ta nên học như thế nào? Phải rèn luyện trong cuộc sống thường ngày. Chúng ta có thể học theo bí quyết về phương pháp huấn luyện trong cuộc sống thường ngày của Ấn Quang Đại Sư. Bí quyết gì vậy? Chính là chữ tử trong sanh tử. Thường nghĩ đến lúc phải đối diện cái chết, đừng sợ chết. Quý vị phải biết chết là thân có sanh tử, chứ linh hồn, thần thức không có sanh tử. Nếu sau khi chết cái gì cũng đều không có, linh hồn cũng chẳng có, nói chung chúng ta cũng chẳng cần phải học Phật, cũng chẳng cần phải tu hành. Giống như phàm nhân thường nói, người chết như ngọn đèn đã tắt. Chết rồi cái gì cũng đều chẳng có. Không phải vậy. Thân chết
linh hồn không chết, linh hồn lại đi đầu thai. Tức là nói luân hồi trong lục đạo. Chuyện này phiền phức lắm. Chúng ta phải thật sự hiểu rõ, minh bạch chân tướng sự thật này, thần thức chẳng thể chết được. Trong quá khứ, khi giảng kinh, tôi đã nói rất nhiều lần, chết là phiền lắm, phiền phức quá lớn. Nhất định phải giảng sanh tịnh độ trong một đời này. Giảng sanh tịnh độ là thành Phật. Có thể làm được hay không? Ai cũng có thể làm được. Chỉ cần quý vị hiểu lời khai thị này của Pháp Sư Ấn Quang. Thường nghĩ thọ mạng của mình chỉ là một ngày hôm nay, đừng nghĩ sẽ có ngày mai, chỉ có ngày hôm nay thôi. Quý vị còn có gì mà không buông xuống được? Chỉ có một ngày hôm nay. Ngày hôm nay là ngày cuối cùng, ta phải nên làm chuyện gì? Thật thà niệm Phật chẳng phải là đã thành công rồi hay sao? Cách niệm như thế nào? Mỗi tế bào trên thân thể ta đều là A-di-đà Phật. Mỗi sợi lông đều là A-di-đà Phật. Ta lại mở banh mắt nhìn ra thế giới bên ngoài, nghe âm thanh bên ngoài, những điều mà sáu căn tiếp xúc, chẳng có điều nào không phải là A-di-đà Phật. A-di-đà Phật trọn khắp pháp giới, đó là niệm Phật. Love.